Xin chào mọi người, lại là hệ thống đây. Mình biết các bạn rất thích thể loại giống như bắt đầu với kiếm vực, ta lặng lẽ tu luyện thành kiếm thần. Nên hôm nay hệ thống sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ truyện tên là Từ lúc bắt đầu liền vô địch. Nhưng hệ thống thích cái tên vô địch lĩnh vực hơn. Hay đặt tên là sở hữu vô địch lĩnh vực, ta tu luyện thành tiên đế. Câu chuyện bắt đầu vào một người tên là Trần Trường An. Là một thanh niên đến từ thế kỷ 21, đam mê chơi vương giả nông dược. Xuyên không để thế giới tu tiên, nhưng lại có một khởi đầu vô cùng xui xẻo vừa xuyên không liền được ban cho thân thể như đường tam tạng chỉ cần ăn thịt là được trường sinh bất lão trực tiếp phi thăng thành tiên nhưng không có ngộ không bát giới bảo vệ như đường tam liên tục bị yêu ma quỷ quái truy đuổi nhờ có một vị tu sĩ đến từ trường sinh giáo cứu vớt đưa đi khắp nơi trốn chạy cuối cùng anh ta được đưa đến một cái miếu xui xẻo sao gặp ngay một con lệ quỷ hệ thống phát hiện nguy hiểm liền kích hoạt vô địch lĩnh vực phạm vi khởi đầu là 2 mét, lập tức đánh chết con lệ quỷ. Cú đánh quá mạnh bay thẳng lên trời, xuyên lên thượng giới, và bắt đầu câu chuyện đồ sát, thơm quá. Mùi này hình như là trường sinh thể, mùi thơm dường như là từ hướng này. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nhất định phải tìm thấy trường sinh thể cực kỳ hiếm có này ăn mới được. Lập tức phi thăng thành tiên. Đói quá. Thịt cửu hấp. Chân gấu hấp. Đuôi hưu hấp. Vịt quay. Gà quay một người xuyên không xui xẻo nhất. Những người diệt không khác luôn một đường hát vang vô địch, còn ta. Khi cả Rosaemon, Emon, Ain Sama, cả Sở Lam nữa, xuyên không tới tu tiên giới. Bởi vì kinh mạch bế tắc, không cách nào tu luyện. Trường An, ngươi cũng không tệ lắm đâu. Ngươi là trường sinh thể trong truyền thuyết. ăn ngươi là có thể lập tức phi thăng lên tiên giới. Có phải ngươi đang cảm thấy vui lắm đúng không? Không tu tiên được thì thôi đi lão tạc thiên còn khuyến mãi cho ta thêm thuộc tính đường tăng. Làm hại ta ba năm này, chịu khổ bị vô số yêu ma tranh đoạt, cả người nhiều lần bị thương. Tông môn cũng bị tập kích, lão đầu từ không chịu nổi nữa, nữa, vột vàng pha vỡ hư không đưa ta đến nơi này. Cờ mưa nờ, ta chịu đủ rồi, tại sao những người xuyên việc khác lại có thể phong sinh thủy khởi? Còn ta chỉ có thể làm một con dê đợi làm thịt cơ chứ. Lão Tạc Thiên, đồ vô lương tâm, tại sao ngươi lại hành hạ ta như thế? có bản lĩnh ngươi để xét đánh chết ta đi. Nói, nói dưỡng mà làm thiệt hả? Được rồi, được rồi. Vẫn là nên đi ngủ thôi, tiết kiệm calo. Nói không chừng ngày mai lão đầu tử chân đạp tường vân, tay cầm gà quay về. Làm ta kinh ngạc. Đêm xuân một khắc, công tử sau không ở cùng với ta nhỉ? Móa, ngươi là ai làm ta sợ giật cả mình? Và đây lúc nào đấy? Um um. Đúng rồi, đúng rồi. Đây chính là mùi vị trường sinh thể không ngờ ta đường đường là nam nhi bảy thước, bởi vì đói bụng mà bị gái cưỡng hôn, thật là sỉ nhục mà. Các vị đàn ông con trai đi ra ngoài nhớ phải tự bảo vệ mình, đừng như ta. Xuống địa ngục đi, ưm, thì ra công tử thích kiểu này nha. Từ từ, tiến triển cũng nhanh quá đi, nếu không chúng ta tâm sự chuyện nhân sinh trước đi. Chờ gì nữa, ta đã không nhịn được nữa rồi đây. Nhịn cơ mờ nờ, trước đây ta cũng bị như vậy rồi. Ta hỏi ngươi, Ngươi là quỷ đúng không? Ta, ta đương nhiên là quỷ nha. Ngôi miếu này đã được ta bố trí cấm chế. Yêu ma quỷ quái không cách nào tiến vào. Ngươi yên tâm ở trong này. Không được đi loạn. Chờ ta về. CMN. Ta đây chẳng phải là ninh thái thần bản 2.0 sao. Trường sinh thể lấy ra từ ngươi nhỉ. Chẳng lẽ hôm nay mình phải chết sao? Ta trốn 3 năm. Trốn chui trốn nhũi như chuột. Tinh. Kiểm tra thấy túc chủ gặp phải lây quỷ lập tức vì túc chủ mở ra hệ thống vô địch lĩnh vực, phạm vi vô địch có đường kính 2m theo hình tròn, vô địch lĩnh vực, nói cách khác, trong lĩnh vực 2m này, ta là vô địch, ta là chúa tể lĩnh vực này, Đậu mùa nó, ta biết ngay mà. Xuyên Việt xã sao có thể không có bàn tay vàng chứ? Ngươi, ngươi đã làm gì? Hê hey, hê hey, giờ đến phiên ta phản kích rồi. Hãy để ta kiến thức một chút, vô địch lĩnh vực mạnh cơ nào? Phản kích, chỉ bằng ngươi Công tử thân là phàm nhân, nội tâm tốt xấu gì cũng có thể cân nhắc. Công kích của ngươi đánh vào ta, suy cho cùng cũng chỉ gãi ngứa mà thôi. Chi bằng cứ nằm ngứa ra để ta hầu hạ công tử, có lẽ dễ chịu hơn đó. Nhào vô đây, xem ta có làm thịt ngươi được không. Một đấm xuyên thẳng lên trời, đây không phải là mơ. Túc chủ giết chết nữ quỷ luyện khí tam trọng thiên, thu được 10 điểm lĩnh vực. Mỗi 100 điểm lĩnh vực tăng 1 mét phạm vi lĩnh vực. Phạm vi hiện tại là 2 mét, vậy ta phải làm sao để thu được lĩnh vực trị nếu như phạm vi lĩnh vực bao trùm toàn bộ lục địa ta đây chẳng phải là có thể trực tiếp thống trị toàn bộ lục địa phương pháp thu được lĩnh vực trị cần túc chủ tự tìm hiểu đậu xanh hệ thống ngươi tính không chịu trách nhiệm sao thể nghiệm một chút cũng không có còn phải để túc chủ tự tìm hiểu nữa đợi ta tìm ra ta e là trước đó đã bị chết đói bầu trời bị cái gì đâm thủng rồi tiên uy thật khủng khiếp Chẳng lẽ có tiên bảo rơi xuống hạ giới sao? Thiên địa dị tượng. Tất nhiên có tiên bảo hàng thế. Thiên hạ sợ là muốn đại loạn rồi. Hết chấp một. Mọi người ở đây ai muốn được xuyên không về thế giới tu tiên không này? Nếu bạn thật sự muốn xuyên không, hẳn là người có nội tâm rất ấm áp đó. Hi hi, hẹn mọi người chấp sau nhé.